Vòng hai ngấn mỡ quá khổ khiến không ít chị em cảm thấy ngao ngán, chán nản. Vì mỡ bụng không mời mà đến, đuổi mãi cũng không đi. Có những người đã áp dụng đủ mọi cách, từ việc tập luyện khắc nghiệt cho đến ăn kiêng, hay thậm chí dùng cả thuốc giảm cân mà vẫn không có hiệu quả. Vậy các bạn hãy thử áp dụng ngay những bài tập trong video này của Blog Đẹp. Chỉ dành ra 4 phút luyện tập mỗi ngày là chị em đã giảm được mỡ bụng mà không cần ăn kiêng đấy. 1. Squat cơ bản. Bài tập giảm mỡ bụng mà không cần ăn kiêng được yêu thích. Squat chính là bài tập đầu tiên giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng mà chẳng cần phải ăn kiêng. Bài tập này giúp tăng cường sự săn chắc cho những vùng cơ đùi, mông được nhiều chị em yêu thích, bởi chúng giúp cho chị em sở hữu được một thân hình gợi cảm và thu hút. Cách thực hiện bài tập giảm mỡ bụng này như sau. Đứng thẳng, hai tay đưa ngang về phía trước, mắt nhìn thẳng, hai chân dang rộng bằng vai. Sau đó hạ thấp người, đẩy mông ra sau, tới khi hai đùi song song với mặt đất, chú ý thẳng lưng. Nhấn vào phần gót chân và nâng người lên, tay giữ nguyên trạng thái, thực hiện 10 lần một nhịp. 2. Bài plank khuỷu tay giảm mỡ bụng mà chả cần phải ăn kiêng. Chỉ cần dành ra 4 phút luyện tập plank là bạn đã có thể giảm mỡ bụng mà chẳng cần phải ăn kiêng. Bài tập này đã được chứng minh giúp làm thon gọn vòng hai cực kỳ hiệu quả. Thậm chí còn được tập bởi dân thể hình, người tập chuyên nghiệp. Cách thực hiện động tác giảm mỡ bụng này như sau. Nằm trên mặt đất, chống khuỷu tay vuông góc với sàn. Đặt các ngón chân trên sàn sao cho toàn bộ cơ thể tạo thành một đường thẳng, giữ cơ thể cân bằng trong khoảng 30 giây hoặc là lâu hơn, chia thành nhiều lần tập và lặp lại từ bước đầu tiên. 3. Đạp xe. Bài tập giảm mỡ bụng mà không cần phải ăn kiêng cực kỳ tốt. Bài tập đơn giản này sẽ giúp các chị em vừa giảm được mỡ bụng, lại còn vừa giảm được mỡ hông. Chỉ cần dành ra 4 phút thực hiện mỗi ngày và sẽ cải thiện vòng hai của mình mà không cần phải kiêng khem bất cứ thực phẩm nào. Cách thực hiện bài tập giảm mỡ bụng đạp xe như sau. Chuẩn bị tư thế giống như hoạt động nâng và hạ chân của bạn. Nâng chân lên khỏi mặt đất đến khi đầu gối và đùi tạo thành một vuông góc 90 độ. Kéo chân trái về phía ngực trong khi duỗi chân phải theo hướng ngược lại, giống như tư thế đạp xe. Mỗi ngày chỉ dành ra 4 phút luyện tập là bạn đã có thể giảm được mỡ bụng mà không phải ăn kiêng. 4. Bài tập giảm mỡ bụng mà chẳng cần ăn kiêng, gập bụng. Đây là bài tập giảm mỡ bụng cực kỳ hiệu quả cho phái đẹp nếu không muốn phải áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Ưu điểm của bài tập này là cực kỳ đơn giản, dễ thực hiện cũng như mang lại hiệu quả cao. Gập bụng tác động trực tiếp lên vùng bụng của bạn, nhờ vậy giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng. Cách thực hiện bài tập giảm mỡ bụng như sau. Nằm ngửa ra sàn, hai tay đưa lên vùng thái dương, chân gập vuông góc. Nâng phần người và phần chân, gập tập trung ở vùng bụng. Em gập vào nhất có thể, rồi từ từ phía đầu và chân, thực hiện 20 lần trên một nhịp. Với bài tập giảm mỡ bụng không cần ăn kiêng này, mà chỉ được dùng phần lưng và bụng, không được dùng lực tay để đẩy người lên nhé. 5. Nâng cao chân, nằm nhấc chân, bài tập giảm mỡ bụng hiệu quả. Nếu bạn đang tự hỏi làm sao để giảm mỡ bụng mà không cần ăn kiêng, thì câu trả lời chính là bài tập nằm nhấc chân. Bài tập này sẽ giúp chị em nhanh chóng loại bỏ mỡ thừa vùng bụng, lấy lại vóc dáng hoàn hảo mà chẳng cần phải áp dụng một chế độ ăn kiêng gò bó đâu nhé. Cách thực hiện bài tập giảm mỡ bụng này như sau. Nằm ngửa trên sàn, hai tay để hai bên mạng sườn tự nhiên. Nâng cao hai chân, lần lượt theo nhịp, vuông góc với bụng, chân còn lại giữ nguyên vị trí và đổi chân liên tục. Thực hiện đều đặn 20 lần. Không chỉ giúp phần đùi săn chắc, bài tập giảm mỡ bụng này còn giúp săn chắc hai bên bụng khá là hiệu quả. 6. Bài tập vặn mình giảm mỡ bụng. Nhắc đến bài tập giảm mỡ bụng tốt mà không cần phải ăn kiêng thì không thể bỏ qua bài tập vặn mình này được. Việc tập luyện động tác này một cách đều đặn sẽ giúp vòng bụng của bạn thon gọn và nhẹ nhàng đi đáng kể đấy nhá. Cách thực hiện bài tập giảm mỡ bụng này như sau. Đầu tiên bạn cần nằm duỗi thẳng hai chân, sau đó thu hai chân lại thì xoay người sang bên trái, sau đó trở về vị trí ban đầu, làm tương tự với bên phải. Thực hiện liên tục động tác trong 4 phút để giúp thư giãn cơ thể, hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả. 7. Giảm mỡ bụng mà không cần ăn kiêng với bài tập vận động thắt lưng. Chỉ với 4 phút luyện tập bài tập này mới sẽ giảm mỡ bụng mà không cần ăn kiêng, khổ sở đấy nhá. Bài vận động thắt lưng sẽ giúp chị em giảm mỡ cũng như thu nhỏ vòng hai, trở nên săn chắc và gọn gàng hơn. Cách thực hiện bài tập giảm mỡ bụng này như sau. Đầu tiên, chị em hãy ngồi duỗi chân trái ra sàn nhà, chân phải thì gập lại. Tay phải lúc này chống xuống sàn nhà, tay trái đưa ra ngang vai. Giữ nguyên tư thế trong 1 phút rồi đưa cơ thể về vị trí thăng bằng. Bạn tiếp tục lặp lại động tác bên trên nhưng làm với tay trái. Chú ý hít thở thật sâu và đều nhé. Trên đây là 7 bài tập giảm mỡ bụng mà chẳng cần phải ăn kiêng, được áp dụng phổ biến nhất hiện nay. Các chị em thấy bài tập nào sẽ mang lại hiệu quả nhất?
hãy thử áp dụng ngay và để lại bình luận bên dưới cho blog đẹp được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy những thông tin làm đẹp mà blog đẹp vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video bên trái và bên phải của màn hình nhé.